phép lạ của nước Mỹ sấm sét. Ngày 13 tháng 8 năm 1807 là một đêm đáng ghi nhớ của dòng Đa Minh Thánh Giêsu Maria ở vùng Guadalajara, một thành phố lớn thứ hai tại nước Mexico. Nhà thờ Giêsu Maria chỉ có 5 phút đi bộ từ thánh đường Guadalajara Cathedral đến trung tâm thành phố. Guadalajara nằm về phía tây của nước Mexico, thuộc tiểu bang Jalisco. Thành phố này có khí hậu ôn hòa nên có nhiều khách du lịch người Mỹ và người Canada đến thăm. Lúc 2 giờ 30 sáng thì có một trận sấm chớp nổ lớn. Điều này thường xuyên xảy ra trong mùa mưa ở vùng Mexico kể từ tháng 7 đến tháng 10. Kể từ năm 1792, các nữ tu sống trong thinh đẳng trong tu viện. Nhưng điều này sẽ thay đổi. Khi các nữ tu sắp đi ngủ thì bão tố xảy ra rất lớn, sấm sét phá tan và xé nát bầu trời, mưa rơi tầm tã, gió quá mạnh làm lung lay cả một tu viện. Thế là cả nhà bị đánh thức dậy. Sấm chớp đụng đến tượng Đức Mẹ, khói lửa bắt đầu phun lên, cả tu viện bị cháy, ai ai cũng hoảng sợ mà bỏ chạy. Khi lửa được dập tắt thì các nữ tu trở về lại tu viện và xem xét về những gì thiệt hại đã xảy ra. Một cảnh tượng đau lòng diễn ra vì tượng Đức Mẹ Maria bị thiêu hủy không thể sửa chữa được. Đôi mắt thủy tinh của tượng mẹ bị hư hại, khuôn mặt của tượng mẹ đã bị cháy xém đen, chuỗi chằng hạt mà mẹ đeo đã đen thui và rối rắm. Chúa Giêsu hài đồng vẫn còn ở trong tay Đức Mẹ. Tuy nhiên, hai bức hình treo trên tượng không sao cả. Đó là bức hình Thánh Đa Minh và bức hình Thiên Chúa Bạc Ngồi, một trong các nữ tu nằm ngủ chỉ cách tượng một vài găng tay thì đã chạy thoát. Thế rồi có một thánh lễ tạ ơn được dâng lên vào ngày hôm sau để tạ ơn Đức Mẹ đã bảo vệ giữ gìn mọi người để không ai bị chết hay bị thương. Tượng Đức Mẹ được đặt ở một nơi khác trong nhà nguyện để vinh danh mẹ. Nhưng câu chuyện chưa chấm dứt tại đây. 5 ngày sau, vào ngày 18 tháng 8 năm 1807, có 2 người thợ và 1 người nữ tu trong nhà nguyện vào buổi trưa. Bỗng dưng, nhà nguyện tự nhiên trở nên đen thui như ban đêm. Một trận báo khác đang thổi đến. Trước mắt của nhiều người, thì tượng Đức Mẹ bỗng nhiên tỏa sáng với một luồng ánh sáng thiêng liêng. Ai ai cũng rất kinh ngạc và nín thở. Họ muốn chạy trốn, nhưng chân họ không thể nhấc lên nổi. Thế là họ phải đứng tại chỗ mà nhìn tượng Đức Mẹ một cách chần chối. Đó là lúc mà mẹ bề trên và các nữ tu bước vào nhà nguyện để đọc kinh thần vụ. Họ quá sức kinh ngạc. Một giây phút sau thì có một tiếng sấm lớn vang dội cả nguyệt đường. Sau đó là những luồng ánh sáng chớp. Toàn thể nguyệt đường trở nên sáng chói bởi một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng chớp lại đánh vào tượng một lần nữa. Nhiều giờ sau, tượng mẹ thay đổi màu sắc từ màu hồng sang màu trắng, rồi cứ thế mà tượng đổi màu. Dần ra sau vài phút thì tượng trở lại màu sắc như cũ. Sau đó, đôi mắt của thánh tượng mở ra và sáng chói như những viên kim cương. Khuôn mặt của Đức Mẹ đang có màu đen bỗng trở nên màu hồng. Tượng trở nên đẹp đẽ hơn lúc đầu, chuỗi chằng hạt đang có màu đen và biến đổi màu bởi làn sấm chớp thì nay đẹp đẽ trở lại. Các biến cố này được điều tra bởi vị linh hướng của nhà thờ Giêsu Maria là ngài Don Manuel Servino và bởi vị giám mục tương lai của tiểu bang Michoacán là ngài Don Jose Maria Gomez y Villasenon. Việc dùng kính Đức Mẹ sấm chớp được phát động cho công chúng kể từ ngày 18 tháng 8 trở đi. Tượng Đức Mẹ sấm sét từ đó ban nhiều ơn chữa lành. Một trong những phép lạ chữa lành là có một nữ tu trẻ tuổi ở trong một tu viện được ơn chữa lành. Vị nữ tu được 22 tuổi, tên là Cecilia de San Cayetano, đã bị bệnh với cơn sốt rất cao. Vì thế nên xương sống của cô bị tê liệt. Trong vòng 8 năm, cô đã tìm sự chữa trị và các bác sĩ giỏi nhất của thành phố. Vào tháng 8 năm 1850, vị bác sĩ của cô nói rằng: "Tôi rất tiếc vì tôi không còn có thể làm gì để giúp cô được nữa." Cô không bước đi được và cô đau đớn suốt ngày đêm. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1850, cô nhận được một sự thúc giục phải đi thăm Đức Mẹ sấm sét ở trong nhà nguyện. Với sự giúp đỡ của những người khác, cô cố gắng đến dưới chân Đức Mẹ và cô nằm bất tỉnh ở đó. Sau đó,
cô thú nhận rằng cô đã đau đớn và buồn phiền nhất trong những năm đau bị bệnh. Cô nói rằng niềm an ủi duy nhất của con là đặt trái tim đau đớn của con vào đôi bàn tay của Đức Trinh Nữ ở dưới chân cây thánh giá. Vào ngày 17 tháng 12 năm 1850, cô cầu nguyện như sau. Lạy mẹ nhân lành, xin mẹ ban lại sức khỏe cho con. Nếu con tiếp tục đau bệnh như vậy, thì con sợ cho ơn cứu rỗi của con. Trong vòng vài phút thì cô đi được. Cô đi mà không cần ai giúp đỡ, cô trở về phòng ngủ một mình. Đó là lần đầu trong vòng 8 năm, hai nữ tu đi sau cô thì lấy làm kinh ngạc. Chẳng những cô đi mà cô còn bước cứ hai bậc thang một bước. Cô kêu lớn. Các chị ơi, nhìn em này, ai có thể tin rằng em đi lại được không? Và cô đã sống thêm 20 năm nữa trong tình trạng sức khỏe rất tốt. Chữa bệnh tê liệt 32 năm. Một câu chuyện chữa lành là từ bà Donna Micaela Conchirat. Bà này đã được Đức Mẹ chữa lành ngày 17 tháng 9 năm 1856 sau khi bị tê liệt 32 năm. Việc hiện ra của Đức Mẹ sấm sét đã được công nhận. Mẹ đã được Giáo hội đội vương miện với sự cho phép của Đức Giáo hoàng Pio XII vào năm 1940 tại Vương cung Thánh đường Cathedral of Guadalajara. Vị Tổng giám mục thứ 6 của thành phố là Đức cha Don Jose Garibi Rivera đã quyết định như là phái đoàn của Đức Giáo hoàng. Tượng Đức Mẹ này cao 40 inch. Đôi mắt mẹ nhìn xuống, mẹ ấm bồng Chúa Giêsu hài đồng nơi cánh tay trái của mẹ. Cả mẹ và con đều mặc áo rất đẹp và đội vương miện vàng với ngọc báu và ngọc trai. Ngày nay, mọi người đều có thể chiêm ngắm Đức Mẹ tại nhà thờ Giêsu Maria. Mọi người rất yêu mến tượng Đức Mẹ tại Guadalajara đã có nhiều chứng từ ở đền thánh về các phép lạ mà mẹ ban cho nhân loại. Trong nhiều năm qua, Đức Mẹ sấm sét có hai tước hiệu. Mẹ được biết đến là đấng bầu chữa cho những ai không có việc làm và những ai có nhu cầu cấp bách. Người ta còn gọi mẹ là Esti Juder thành Jalisco. Theo Kim Hà truyền ngữ, người thực hiện Kiền Nguyễn.